Xin chào bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cách để kết nối Bluetooth trên Win 10 hoặc Win 10, Win 7. Thì nếu như mà chúng ta không thử được cái cách của mình thì các bạn có thể mua cái thiết bị này nhá. Bên mình cũng có bán, nếu mà bạn nào muốn mua thì bạn liên hệ. Chỉ là một cái USB khi mà chúng ta cắm vào máy tính thì cái driver sẽ được cài đặt và các bạn chỉ cần ấn kết nối là sẽ có luôn. Còn đối với máy nào có tích hợp sẵn Bluetooth rồi thì chúng ta sẽ làm theo cách bước sau. Còn nếu như mà không có tích hợp sẵn mà Bluetooth thì chúng ta sẽ cần phải mua cái này. Đó, giá nó rẻ thôi, chỉ độ 200.000. Để chúng ta có thể kết nối Bluetooth thì các bạn sẽ ấn vào Winner. Đối với máy đã được tích hợp sẵn Bluetooth nhá các bạn nhá. Sau đó chúng ta ấn vào hình bánh răng ở đây. Đó. Tiếp theo nữa chúng ta ấn vào Device Bluetooth, các bạn sẽ ấn vào On ở cái này để cho nó hiển thị ra này. Đó thì các bạn sẽ ấn vào Bluetooth này, ấn một cái dấu cộng này, chúng ta ấn Bluetooth này thì nó sẽ tự động đi tìm kiếm cái thiết bị của các bạn để chúng ta kết nối. Ở đây thì mình không có cái loa Bluetooth nào để mình đi lấy cái điện thoại để mình xem nào. Ok, mình on cái Bluetooth này lên, lên nó vô set 5. Đó, các bạn thấy không? Mình bật cái Bluetooth trên điện thoại của mình là nó có kết nối luôn rồi. Đó, còn trong cái trường hợp mà cái máy cái loa của bạn, các bạn không kết nối được Bluetooth của loa ở loa thì bởi vì các bạn không bật được cái nút on mà nó không hiển thị ra như thế này, bởi vì cái máy tính của bạn không có tích hợp Bluetooth. Vì vậy nó sẽ không kết nối được. Đó. Như thế là mình đã kết nối rồi này. Thì các bạn cần phải mua cái thiết bị này này. Đó, nó chỉ vào khoảng 200.000 chưa kể phí ship thôi nhá các bạn. Đó, thì bạn nào muốn mua thì bạn liên hệ với mình nhá. Ở đây có ghi là như một cặp Bluetooth rời cho máy tính bàn hay là máy tính laptop, kể cả máy bàn laptop để dùng được hết. Bạn của bạn không thể sử dụng tốt, hỗ trợ dữ liệu âm thanh Bluetooth vai này cho phép kết nối với tai nghe Bluetooth này. Có nghĩa là nó có thể kết nối được tai nghe này, chuột này, bàn phím này. Nói chung là tất tật tật về Bluetooth nhá. Các bạn muốn kết nối như thế nào thì nó có thể kết nối được hết. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các clip sau.